Xin chào các bạn. Như các bạn đã thấy nội dung của bài giảng ghi trên đây đúng không? Và các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC sắp tới. Vì thì bây giờ những điều mà các bạn đang tự hỏi là mình sẽ làm bài tốt hay không và mình cần phải chuẩn bị gì trước khi mà mình đi thi TOEIC đúng không các bạn? Vậy thì đây là cái loạt bài giảng mà mình chỉ có thể giới thiệu cho các bạn biết về kinh nghiệm mà mình đã từng phải trải qua trong cái những lần mà mình đi thi TOEIC nha, đó là những lần. Vậy thì cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ xem xét ở trong cái loạt bài giảng này là gì thì các bạn xem nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về những cái đề tài mà mình sẽ nói với các bạn trong thời gian sắp tới là trước khi mà chúng ta đi thi thì chúng ta cần phải chuẩn bị gì. Và tiếp theo là cái chiến lược và ôn thi cần phải đưa ra để chúng ta làm bài. Tại vì khi mà chúng ta thi thì chúng ta không thể nào mà đi thi không mà không có kế hoạch đúng không các bạn? Đặc biệt là dành cho những cái kỳ thi quan trọng cho chúng ta. Và tiếp theo là từ phần 3 và phần 5 là như các bạn đã thấy thì mình ghi với cái bố cục là nghe, viết và đọc. Và các bạn thấy cái bố cục của nó cũng giống như bố cục khi mà chúng ta đi thi TOEIC đúng không? Và đây chính là cái chiến lược sắp tới mà chúng ta cần phải theo trong cái quá trình mà chúng ta chuẩn bị cho thi TOEIC ha các bạn ha. Và hôm nay đầu tiên thì chúng ta sẽ bước vào trong cái phần 1. Đó chính là phần mà chúng ta sẽ đi đầu tiên, đó chính là trước khi đi thi thì chúng ta cần phải chuẩn bị gì? Vậy thì câu hỏi dành cho các bạn ở đây. Trước khi mà chúng ta đi thi một thi cái gì cũng được, thi TOEIC cũng được. Vậy thì cái điều mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho cái lần đi thi của chúng ta là gì các bạn? Trước khi đi thi thì chúng ta cần phải chuẩn bị gì? Vậy thì đầu tiên, trước khi đi thi chúng ta cần phải chuẩn bị gì? Đầu tiên thì chúng ta phải biết được rằng TOEIC là một kỳ thi như thế nào. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi là TOEIC là gì? Đúng rồi các bạn, TOEIC là một kỳ thi năng lực tiếng Hàn dành cho tất cả những ai đang học tiếng Hàn. Vậy thì học TOEIC để làm gì các bạn? Chúng ta thích tiếng Hàn và chúng ta học tiếng Hàn. Chúng ta muốn đi du học Hàn Quốc thì chúng ta học tiếng Hàn. Và TOEIC là một cái điều mà chúng ta cần phải, một cái bằng để chúng ta cần phải có khi mà chúng ta vào trong các trường đại học hoặc là vào trong các trường cao học. Cho nên là đây cũng là một cái điều không thể thiếu được khi mà chúng ta muốn vào đại học nhé. Và tiếp theo là xin việc làm tại các doanh nghiệp Hàn Quốc. Mặc dù là chúng ta tốt nghiệp đại học rồi, nhưng mà chúng ta muốn vào trong các doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng ta có thể có tiếng Anh hoặc là chúng ta sẽ có bằng tiếng Hàn. Như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội được tuyển vào trong đó hơn. Và tiếp theo là cơ hội được tăng lương. Tại sao? Thường thì theo mình biết, ở các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam, họ yêu cầu là chúng ta cần phải có ít nhất là bằng năng lực tiếng Hàn cấp 4. Và sau đó là từ cấp 5 đến cấp 6 thì nó sẽ là cái cơ hội để cho chúng ta có thể được thêm tiền lương, nhận thêm tiền lương ở trong cái bằng mà chúng ta đang có. Cho nên là chúng ta càng có cao thì chúng ta sẽ càng được nhận tiền lương cao đúng không các bạn? Và đây chính là cái điều mà chúng ta mục tiêu để chúng ta có thể nhắm đến và tại sao chúng ta lại phải thi TOEIC, bởi vì những điều như thế. Và tiếp theo thì đăng ký thi như thế nào? Các bạn đăng ký thi TOEIC thì như thế nào? Chúng ta chia ra làm hai loại đối tượng. Đối tượng thứ nhất là các bạn Việt Nam đang học ở Hàn Quốc. Như các bạn đã biết thì chúng ta có 6 kỳ thi ở Hàn Quốc. Và cái kỳ thi đầu tiên nó sẽ được bắt đầu vào ngày tháng 1 ha các bạn ha. Thường là tháng 1 và như vậy thì cái thời gian đăng ký sẽ là từ tháng 12. Cho nên là các bạn nhớ, nếu mà năm sau các bạn muốn thi đầu tiên, cái kỳ thi đầu tiên của năm sau thì các bạn sẽ đăng ký vào tháng 12. Và như những cái thời gian như thế, và chúng ta có thể tham khảo nó ở trên trang web của cái nơi tổ chức thi TOEIC ha. Còn ở Việt Nam thì như thế nào các bạn? Ở Việt Nam thì theo như mình biết thì kỳ thi 63 tháng 1 thì không có, bắt đầu từ kỳ 64 thì có. Và như chúng ta sắp tới, vào ngày sắp tới thì chúng ta sẽ thi vào ngày 20 tháng 10 và đó là kỳ 67. Và tiếp theo đó thì đó kỳ 68. Và như các bạn thấy thì cái nơi tổ chức thi TOEIC nó càng ngày càng nhiều hơn, chẳng hạn như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và thì luôn luôn có, nhưng mà hiện nay thì Đà Nẵng và Đà Lạt và Huế cũng xuất hiện. Cho nên là mình hy vọng rằng vào năm sau thì những cái kỳ thi TOEIC này nó không chỉ là ở trong Đà Nẵng, không chỉ là trong Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, để cho khi mà chúng ta đi thi thì nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta đúng không? Và tiếp theo, đăng ký như thế nào các bạn? Đăng ký thì nếu như mà các bạn ở Hàn Quốc thì các bạn có thể vào trong trang web của cái nơi mà tổ chức thi
và chúng ta sẽ tạo cho chúng ta một cái tài khoản, và vào đó thì chúng ta sẽ tự đăng ký thi được vào trong những cái thời điểm mà nó bắt đầu đăng ký ha các bạn ha. Và còn ở Việt Nam thì như mình biết thì có 3 địa chỉ chính này sẽ nhận hồ sơ. Nhưng mà bên cạnh đó thì các bạn có thể đến các trung tâm ngoại ngữ tiếng Hàn gần nhất, hoặc là vào các trường đại học, họ cũng sẽ nhận hồ sơ của các bạn để họ tổng hợp hồ sơ lại và họ đem đến 3 địa điểm này. Và các bạn nộp hồ sơ ở đâu, ở trường đại học nào thì có thể là các bạn sẽ thi ở trường đại học đó. Cho nên là ở Việt Nam thì chúng ta nên tìm hiểu cặn kẽ hơn về cách nộp hồ sơ để cho chúng ta có thể dễ dàng đi thi ha các bạn ha. Và tiếp theo cái điều mà mình muốn nói với các bạn đó chính là trước khi đi thi thì chúng ta cần phải chuẩn bị gì? Chúng ta cần phải làm gì khi mà chúng ta trước khi chúng ta đến địa điểm thi? Đầu tiên đó chính là chúng ta đến trước giờ thi 30 phút, ít nhất là 30 phút. Tại vì khi mà theo luật thì chúng ta phải ngồi vào trong lớp trước 20 phút. Cho nên là các bạn hãy đến trước 30 phút để làm gì? Chúng ta ngồi ở đó, chúng ta đi tìm phòng, tìm số báo danh của chúng ta, ngồi đúng chỗ. Như thế thì nó sẽ an toàn hơn là chúng ta gần đến giờ thi rồi mà chúng ta vẫn còn ngoài đường, đúng không các bạn? Và tiếp theo đó là mang theo giấy báo danh và giấy tờ tùy thân. Nếu như mà các bạn đặt câu hỏi là vậy thì em quên mang theo giấy báo danh, em quên in giấy báo danh thì như thế nào? Cái đó thì không sao, chúng ta có thể tìm tên của chúng ta ở trên cái bảng danh sách thí sinh. Nhưng mà có một điều mà các bạn không thể quên được, đó chính là giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân của chúng ta, hộ chiếu hoặc là bằng lái xe. Nếu như chúng ta quên giấy tờ tùy thân thì chúng ta sẽ không được bước vào trong phòng thi, chúng ta sẽ bị ra khỏi phòng thi ha các bạn. Hai tên nên nhớ, đừng quên. Và bên cạnh đó thì là những cái vật dụng nào mà chúng ta cần phải mang theo. Đương nhiên là bút rồi. Bút thì tổ chức, cái nơi mà tổ chức thi thì họ sẽ phát cho chúng ta. Vậy thì còn điều gì nữa mà chúng ta cần phải mang theo? Đây chỉ là kinh nghiệm của mình và một số bạn đang làm việc ở đây nghĩ rằng những vật mà chúng ta cần phải mang theo khi chúng ta thi, đầu tiên là bút xóa. Chúng ta nên sử dụng bút xóa giấy, bởi vì trong cái phần bài của chúng ta như các bạn đã biết thì nó sẽ đồ lên, đúng không? Cho nên là các bạn sử dụng bút xóa mà nó ra mực á, thì nó sẽ làm cho lem cái bài thi của chúng ta, cho nên chúng ta dùng nó. Và ở trong mỗi một phòng thi thì giám thị đều có một cái hết, nhưng mà nếu mà chúng ta cần á, thì chúng ta sẽ giơ tay lên, và chúng ta cứ liên tục sai thì như thế nào, không lẽ giơ tay hoài. Cho nên là nên dùng cái của mình thì nó sẽ tiện hơn, đúng không? Và tiếp theo đó chính là đồng hồ. Chúng ta nên sử dụng đồng hồ riêng của chúng ta, bởi vì khi mà chúng ta làm bài á, thì chúng ta nhìn lên trên, mỗi một phòng đều có một cái đồng hồ cả, và giám thị thì họ cũng sẽ báo cho chúng ta biết là còn mấy phút. Nhưng mà mình vẫn hy vọng là các bạn mang theo đồng hồ để các bạn biết, các bạn có thể nhìn được thời gian là mình đã sử dụng bao nhiêu thời gian rồi và còn bao nhiêu phút nữa, để các bạn có thể chia thời gian ra ha. Và tiếp theo đó chính là nước. Các bạn nên mang, các bạn có thể mang nước hoặc là các bạn có thể mang cà phê vào trong phòng thi. Các bạn nên mang cà phê bỏ vào hộp chẳng hạn, hoặc bình, mang theo bình nước, hoặc là trong bình đó các bạn có thể đổ cà phê vào cũng được. Bởi vì theo kinh nghiệm của mình thì chúng ta càng về sau bài thi thì chúng ta sẽ càng mất sức hơn và mất tập trung hơn. Cho nên là chúng ta nên có bổ sung năng lượng của chúng ta, và sô-cô-la hoặc là kẹo chúng ta có thể mang theo vào trong phòng thi, những cái điều này để khi mà chúng ta làm bài, đặc biệt là càng về sau thì chúng ta sẽ càng mất sức nhiều hơn, mất năng lượng và chúng ta sẽ không tập trung. Nhưng mà càng về sau thì cái câu hỏi đó càng khó, đúng không các bạn? Cho nên là các bạn có thể mang theo những cái điều này, những cái vật này vào để chúng ta vừa làm vừa ăn. Nhưng mà nên nhớ là chúng ta nên đem theo những cái vật mà nó không có vỏ bao ni lông, hoặc là các bạn đã tháo vỏ ra rồi, và khi mà các bạn làm bài thi á, thì các bạn vừa ăn nó cũng sẽ không gây ra tiếng ồn, tránh làm phiền những người xung quanh ha các bạn ha. Và sau khi mà chúng ta làm bài xong rồi thì như thế nào, đừng để lại rác ở phòng thi, bởi vì nếu mà như vậy thì sẽ tạo ra một cái hình ảnh không tốt về sinh viên Việt Nam của chúng ta, đúng không? Và đây chính là những cái kinh nghiệm mà của mình và một số bạn đã đúc kết được trong những kỳ thi mà chúng mình đã trải qua, và hy vọng rằng những cái điều này sẽ giúp ích cho các bạn. Và cảm ơn các bạn, và chúng ta hẹn lại trong bài series sắp tới ha. 감사합니다.